tại sao cái sản phẩm Dr. Mai lại là cái mỹ phẩm mà rất tốt đối với lại vấn đề da mụn? Thì chúng ta thấy rằng bởi vì nó được tạo bởi những cái thành phần sau đây. Tinh bột gừng được chế từ gừng tươi, ức chế cái sự sản xuất melanin đẩy lên trên bề mặt da, và đồng thời nó phá các cái sắc tố melanin đã có trên bề mặt da, làm mờ những cái vết sẹo thâm của cái da mụn, và là kích thích tăng sản xuất collagen cũng như elastin, làm đầy những cái vấn đề sẹo lõm ở trên da để cho da mình mịn màng hơn. Và cái thành phần thứ hai ở đây tôi muốn nói tới chính là tỏi. Tỏi đưa vào với cái tính chất là vừa sát khuẩn, diệt vi khuẩn, và chính vì có cái tác dụng sát khuẩn như thế nên nó chống viêm cũng rất tốt. Cái thành phần thứ ba ở đây tôi muốn nói đến chính là tinh dầu chàm trà, là nó có thể thấm sâu được vào trong da, làm loại bỏ tất cả các chất cặn bã cũng như tế bào chết ở trên da, đồng thời là nó lại có tác dụng nếu như dùng lâu dài nó có thể xe kích độ chân lông và tiêu diệt được những cái vi khuẩn gây mụn ở trên bề mặt da. Cái tinh dầu chàm trà nó có nhiệm vụ là làm sạch tất cả những phần nang lông cũng như là tiêu diệt vi khuẩn, chống viêm, chống tất cả những cái phù nề và diệt vi khuẩn. Đây là nó có cái thành phần là cái kinh giới. Kinh giới ở đây nó có tác dụng là diệt vi khuẩn, đồng thời nó làm, nhưng mà nó có tác dụng làm trắng da, chỉ sau 1-2 ngày dùng là chúng ta đã có thể thấy trắng da rồi. Mà một cái thành phần nữa ta có thể thấy là rau diếp cá, và khi chúng ta sử dụng thì chúng ta thấy rằng nó có cái tác dụng sát khuẩn rất tốt, và nhất là trong những cái vấn đề mà bị ngoài da thì chúng ta thấy rằng khi sử dụng đắp lên thì nó vừa đỡ viêm, đỡ giảm phù nề mà không gây vấn đề sưng tấy, cũng như hạn chế cái tác dụng mà lây lan của vi khuẩn. Thêm một cái thành phần chính là cây hương thảo. Hương thảo nó cũng có tác dụng, khi mà các bạn sử dụng lâu thì nó sẽ có tác dụng điều hòa cái lượng bã nhờn tiết ra trên da, chính vì thế nó cũng góp phần làm xe kích lỗ chân lông. Thêm một thành phần nữa là cam thảo. Cam thảo ở đây giúp cho diệt vi khuẩn, đồng thời là nó có tác dụng sát khuẩn. Và rất hiếm trong những sản phẩm thông thường có cái thành phần là dâu bắp ngô, thì ở đây dâu bắp ngô chúng ta biết rằng nó có rất là nhiều vitamin và nó đưa vào với cái tác dụng là bồi bổ cơ thể, nhưng mà nó có tác dụng là chống oxy hóa rất là tốt. Và cái thành phần quan trọng nhất tôi muốn nói của sản phẩm Dr. Mai ở đây là nó bổ sung saffron, một cái vàng đỏ mà hiện nay là một cái thành phần rất là đắt, rất là khó có những cái sản phẩm mỹ phẩm nào đưa vào ở làm mờ những cái vết thâm, mờ cả cái sẹo thâm, và có tác dụng đẩy làm cho nó liền sẹo nhanh và xe ít lỗ chân lông, mờ thâm nám và trắng da đối với tác dụng của saffron ở đây. Thì sử dụng khoảng từ 1 đến 2 tuần là đã có thể là khô cái vùng da trị mụn rồi. Vì nó là 100% chất xuất từ thiên nhiên nhưng nó lại rất an toàn và lành tính, vì thế đối với những người bị mụn mà mang thai và kể cả những cái bạn mà có làn da rất nhạy cảm thì sử dụng cái này vẫn hoàn toàn an toàn. Và nhất là tôi muốn nhấn mạnh những cái bạn mà đang trong cái lứa tuổi dậy thì, sự thay đổi hormone rất nhiều, làn da tăng tiết ra nhờn, bị mụn thì các bạn sử dụng hoàn toàn là yên tâm. Và kể cả những cái người mà chúng ta thấy rằng không xảy ra mụn thì chúng ta khi bôi lâu dài thì chúng ta sẽ thấy làn da mình mịn màng, săn chắc hơn rất nhiều. Và với một cái thiết kế nhỏ gọn như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể mang theo bên mình mà không gây những cái khó khăn phiền toái gì khi chúng ta đi công tác hoặc đi đâu xa. Vì thế tôi tin chắc rằng với những lời khuyên của tôi là khi các bạn sử dụng Dr. Mai kèm theo cái chế độ ăn uống sinh hoạt hoàn toàn khoa học thì chắc chắn mụn sẽ đẩy lùi, và các bạn hãy yên tâm sử dụng với sản phẩm Dr. Mai.